Đạo Việt Nam, cũng là lễ bổn mạng của đoàn tử đạo Việt. Thay mặt cho ban chấp hành miền Tây, con xin trình diện những chữ có tên sau đây đã được nhận vào hàng ngũ huynh trưởng cấp 1 và cấp 2 của phong trào Thiên Thánh Lễ Việt Nam, và xin cha tinh ý cho thân cùng chứng chỉ khả năng cho họ: Maya Phan Hoàng Tina, Rosa Dương Mỹ Trâm, Teresa Lê Vanessa. Cấp 2 ngành ấu: Maya Hà Thị Xuân Lộc. Cấp 2 ngành nghĩa: Catherine John Dương Kim Anh. Sau đây là nghi thức. Các trưởng thương mến, các trưởng có ý thức châm ngôn của người huynh trưởng thiếu nhi thánh thể là gì không? Để phụng sự Chúa Giêsu thánh thể, quý trưởng có hứa sẽ sống ngày thánh thể qua việc thực hiện 4 khẩu hiệu: cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm tông đồ mỗi ngày không? Hứa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. Để phụng sự Chúa Giêsu thánh thể, quý trưởng có hứa sẽ sống vâng phục bề trên, hợp tác rộng rãi với mọi thành phần trong giáo hội Công giáo, dấn thân cho mọi công tác tông đồ không? Hứa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. Để phụng sự Chúa Giêsu thánh thể, quý trưởng có hứa sẽ yêu mến phong trào một cách đặc biệt, trau dồi khả năng chuyên môn hầu có thể phục vụ hữu hiệu cho giới trẻ không? Hứa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại như vậy. Quý trưởng hãy quỳ xuống và đọc kinh dâng mình huynh trưởng. Trưởng trong phong trào thiếu nhi thánh thể, con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hợp với Chúa, biết phụng sự giáo hội và tổ quốc qua đời sống cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm tông đồ. Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được khi nào con nên toàn về yêu Chúa, khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con. Là mẹ Maria, nhờ mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín và an đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Amen. Lời Chúa xin hãy dựng các bạn trẻ này vào số các huynh trưởng Chúa gọi để phụng sự Chúa. Xin chúc lành cho họ trên bước đường phục vụ các em thiếu nhi tại giáo xứ Thánh Elizabeth, phục vụ các em tại giáo xứ này, ước chia khăn hoàng và cấp hiệu mà họ sắp lãnh nhận hôm nay sẽ làm cho họ luôn thăng tiến trong cuộc sống làm tông đồ cho giới trẻ. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu thánh thể, luôn là tối cao của phong trào chúng con. Con xin mời sư trợ ý, các trợ tá, các trưởng chúng ta đứng để hát kinh huynh trưởng. Thánh Elizabeth,
Cha chính thức dựng quý trưởng vào hàng ngũ huynh trưởng cấp 1 và cấp 2 của phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam, tâm phục vụ giới trẻ và cộng đoàn và giáo hội. Cộng đoàn chúng ta cùng chúc mừng các huynh trưởng.